Chào mừng các em đã đến với bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài luyện từ và câu lớp 5, tuần 22, tiết 2. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Phần 1 nhận xét. Một nhỏ, tìm các câu ghép trong hai đoạn văn sau và cho biết các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào. Bốn mùa, Hạ Long mang tên trên mình một màu xanh đằm thắm, xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bát ngát, cũng trẻ trung, cũng phơi phới. Tuy bốn mùa là vậy, nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt, hấp dẫn lòng người. Mùa xuân của Hạ Long là mùa sương và cá mực. Mùa hè của Hạ Long là mùa gió nồm nam và cá ngừ, cá vược. Mùa thu của Hạ Long là mùa trăng biển và tôm he. Chúng ta cần phải nhớ được câu ghép là gì thì chúng ta mới tìm được trong cái đoạn văn đó, đúng không? Câu ghép đó là câu có nhiều hơn một cụm chủ vị. Sau đó ta sẽ phân tích cấu tạo của các câu đó để tìm ra dẫn lòng người. Ở đây câu ghép này, hai vế của câu ghép này được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ tuy nhiên. Tìm cặp quan hệ từ trong những câu ghép sau. 1. Tuy lưng hơi còng, bà tôi đi lại vẫn nhanh nhẹn. Tôi thấy ở đây có hai vế. Vế thứ nhất là tuy lưng và còng. Vế thứ hai là bà tôi đi lại vẫn nhanh nhẹn, đúng không? Vậy thứ nhất, ở đây chủ ngữ là lưng. Hơi còng là vị ngữ. Vế thứ hai, bà tôi là chủ ngữ. Đi lại vẫn nhanh nhẹn là vị ngữ. Và đây, từ tuy là từ quan hệ từ. Vế thứ hai, bài câu 2. Nhà Lan nghèo nhưng bạn ấy lại học rất giỏi. Tôi thấy nhà Lan nghèo là một vế. Bạn ấy lại học rất giỏi là vế thứ hai. Vế thứ nhất, nhà Lan là chủ ngữ, nghèo là vị ngữ. Vế thứ hai, bạn ấy là chủ ngữ, lại học rất giỏi là vị ngữ. Từ nhưng là từ chỉ quan hệ. Vậy là quan hệ từ nối hai cái vế này với nhau. Câu 3. Mặc dù đêm đã rất khuya, nhưng thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án. Chúng ta thấy ở đây có từ mặc dù và từ nhưng là một cặp quan hệ từ để nối câu ghép này, nối hai vế câu ghép với nhau. Tôi thấy câu ghép này có hai vế. Vế thứ nhất, đêm đã rất khuya. Đêm là chủ ngữ, đã rất khuya là vị ngữ. Vế thứ hai, thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án. Ở đây thầy là chủ ngữ, vẫn miệt mài bên trang giáo án là vị ngữ. Qua các câu ghép ở trên, chúng ta thấy ý giữa vế 1 và vế 2 trong mỗi câu có quan hệ như thế nào với nhau. Lưng bà còng nhưng vẫn đi lại nhanh nhẹn. Nhà Lan nghèo nhưng lại học giỏi. Đêm khuya nhưng mà thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án. Chúng ta thấy là ý nghĩa của nó như nào? Gần như là đối ngược với nhau, đúng không? Nó là tương phản với nhau. Như vậy ở đây chúng ta thấy là các vế câu, ý nghĩa của hai vế ở trong các câu ghép này nó có ý nghĩa tương phản với nhau. Nên chúng ta sẽ tìm thêm những câu ghép có quan hệ tương phản. Ví dụ, chúng ta có những câu như này. Câu thứ nhất là mặc dù trời mưa rét
nhưng Lan vẫn đến trường đúng giờ. Ở đây, trời mưa rét là một vế, đúng không? Mặc dù trời mưa rét là một vế đấy, đúng không? Nhưng Lan vẫn đến trường đúng giờ là vế thứ hai. Thì ở đây mặc dù, nhưng là cặp quan hệ từ. Trời là chủ ngữ, mưa rét là vị ngữ. Lan là chủ ngữ, vẫn đến trường là vị ngữ. Câu thứ hai, con đường phía trước đầy chông gai, nhưng tôi vẫn cố gắng tiến lên. Ở đây chúng ta thấy quan hệ từ là từ nhưng. Và vế thứ nhất là con đường phía trước đầy chông gai. Trong đó con đường là chủ ngữ, phía trước đầy chông gai là vị ngữ. Vế thứ hai, tôi vẫn cố gắng tiến lên. Tôi là chủ ngữ, vẫn cố gắng tiến lên là vị ngữ. Chúng ta sẽ có ghi nhớ. Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một quan hệ từ, tuy, dù, mặc dù, nhưng, hoặc một cặp quan hệ từ, tuy nhưng, mặc dù nhưng, vân vân. Phần luyện tập bài 1. Phân tích cấu tạo của các câu ghép sau bằng cách thực hiện các yêu cầu bên dưới. Chúng ta sẽ phân tích cấu tạo của các câu ghép. Chúng ta sẽ gạch chân một gạch ở dưới chủ ngữ, gạch chân hai gạch dưới vị ngữ và khoanh tròn vào quan hệ từ. Từ chỉ quan hệ từ ở đây. Ở đây IA chúng ta có. Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập vui chơi đoàn kết tiến bộ. Thật thế ở đây, mặc dù nhưng là một cặp từ chỉ quan hệ. Giặc Tây hung tàn là vế thứ nhất. Giặc Tây hung tàn, thì trong đó giặc Tây là chủ ngữ, hung tàn là vị ngữ. Chúng không thể ngăn cản các cháu học tập vui chơi đoàn kết tiến bộ. Chúng ở đây là chủ ngữ, không thể ngăn cản các cháu học tập vui chơi đoàn kết tiến bộ là vị ngữ. Ý B. Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân vẫn đến bên bờ sông Lương. Chúng ta thấy ở đây có hai vế. Vế thứ nhất là tuy rét vẫn kéo dài. Vế thứ hai là mùa xuân vẫn đến bên bờ sông Lương. Ta thấy từ tuy đây chính là từ chỉ là quan hệ từ đấy. Rét vẫn kéo dài là vế thứ nhất. Trong đó rét là chủ ngữ, vẫn kéo dài là vị ngữ. Gì đây? Không biết đằng tí nữa nhé, đang làm việc nhé. Mùa xuân vẫn đến bên bờ sông Lương, thì mùa xuân là chủ ngữ, vẫn đến bên bờ sông Lương là vị ngữ. Đấy, ta sẽ phân tích cấu tạo nó ra, phân tích chủ ngữ, vị ngữ này và ngăn cách giữa chủ ngữ và vị ngữ bằng cái dấu gạch chéo này. Chủ ngữ ta gạch một gạch, vị ngữ ta gạch hai gạch bên dưới và ta khoanh tròn vào quan hệ từ. Bài 2. Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản. A. Tuy hạn hán kéo dài ... B. Nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Tuy hạn hán kéo dài. Ở đây chúng ta có quan hệ từ tuy, đúng không? Hạn hán kéo dài là một vế rồi. Bây giờ ta phải thêm một vế nữa. Nó sẽ tương phản với hạn hán kéo dài thì sẽ như nào, đúng không? Nhưng, đúng không? Ở đây ta sẽ dùng cái cặp từ tuy nhưng. Vậy thì ta sẽ nhưng cái gì đó, đúng không? Vậy thì ta sẽ điền vào đây. Ví dụ. Nhưng người dân làng em chẳng chút lo lắng. À, chúng ta sẽ điền thêm vào như vậy. Thì tuy hạn hán kéo dài, nhưng người dân làng em chẳng chút lo lắng. Vậy thì ta thấy là tuy hạn hán kéo dài. Hạn hán kéo dài là một vế. Sau đó, chủ ngữ là hạn hán, kéo dài là vị ngữ. Người dân làng em chẳng chút lo lắng là một câu, đúng không? Đó chính là một vế đấy. Làm câu đơn, nó là một vế. Thì người dân làng em là chủ ngữ,
chẳng chút lo lắng nào về ngữ. Và tuy nhiên là một cặp từ, chỉ quan hệ. B. Nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Vậy chúng ta sẽ thêm một vế đằng trước vào. Đúng không? Ở đây có nhưng rồi thì chúng ta thêm một cái vế đằng trước và có quan hệ từ tuy nữa để cho nó có một cặp quan hệ từ tuy nhiên để chỉ cái quan hệ tương phản này. Thì chúng ta sẽ dùng cái cặp quan hệ từ tuy nhiên. Vậy thì ta sẽ thêm vào là tuy trời nhá nhem tối. Nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Phân tích ra ta thấy là tuy nhưng là một cặp từ chủ quan hệ ta khoanh vào. Trời nhá nhem tối là vế thứ nhất. Sau đó trời là chủ ngữ, nhá nhem tối là vị ngữ. Vế thứ hai, các vế câu ghép trong mẩu chuyện vui sau. Chủ ngữ ở đâu? Cô giáo viết lên bảng một câu ghép. Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa tay vào còng số 8. Rồi cô hỏi, em nào cho cô biết chủ ngữ của câu trên ở đâu? Hùng nhanh nhảu. Thưa cô, chủ ngữ đang ở trong nhà giam ạ. Trước tiên chúng ta phải xác định được ở trong câu này, câu nào là câu ghép. Ở trong này, cái câu này, trong cái câu chuyện này nói luôn rồi, đúng không? Đây chính là câu ghép nha. Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa tay vào còng số 8. Đây ta thấy là có cụm từ, là có cặp quan hệ từ mặc dù nhưng, đấy, đúng không? Mặc dù nhưng. Và cái vế thứ nhất đó là tên cướp rất hung hăng, gian xảo. Cái vế thứ hai, cuối cùng hắn vẫn phải đưa tay vào còng số 8. Ở đây chỉ có một câu ghép này thôi. Vậy ta sẽ phân tích chủ ngữ vị ngữ của cái câu ghép này. Mặc dù tên cướp rất hung hăng gian xảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa tay vào còng số 8. Phân tích chủ ngữ và vị ngữ thì chúng ta sẽ phải ngăn cách chủ ngữ và vị ngữ bằng cái gạch chéo này. Cái vế thứ nhất là tên cướp rất hung hăng gian xảo. Ta có chủ ngữ là tên cướp, rất hung hăng gian xảo là vị ngữ. Vế thứ hai là cuối cùng hắn vẫn phải đưa tay vào còng số 8. Thì ở đây hắn là chủ ngữ, vẫn phải đưa tay vào còng số 8 là vị ngữ. Chỗ cuối cùng này này, nó là thành phần phụ trong câu nhé. Nó sẽ là giống như là nó chỉ thời gian đấy, đúng không? Thì ở đây nó chính là trả ngữ đấy, trả ngữ nhé. Và đây chúng ta có mặc dù và nhưng là một cặp quan hệ từ. Và cái câu ghép này chỉ mối quan hệ tương phản giữa hai vế. Vì chúng ta thấy là có cặp quan hệ từ mặc dù nhưng.